Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nha. Hôm nay thì mình sẽ test thử game Linh của Mobile mùa mới nhất ở trên con Nokia G11 này. Con này thì đang có giá bán tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh là khoảng hơn 3 triệu nha các bạn. Link về mức giá chính xác cũng như là cấu hình chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả để cho các bạn tiện theo dõi. Thì về cơ bản thì con này có một cái cấu hình nó cũng khá là ổn trong cái tầm giá của nó. Chúng ta sẽ có CPU là Unisoc T606, một con CPU cũng khá là ổn nha các bạn, không có chậm lắm. GPU chúng ta sẽ có là Mali G57, điểm memory là 38.000 và điểm UX là 53.000, đang chạy Android 11 nha, thuần Google, rất là mượt mà. 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, sử dụng màn hình phía trước là 6,5 inch, độ phân giải là HD cộng nha các bạn. Cầm khá là dày. May là Nokia thì họ đã bỏ cái chữ Nokia ở phía trước rồi các bạn. Ở phía sau thì được hoàn thiện cũng rất là tốt với những cái đường cắt ngang và dòng chữ Nokia đặt khá là oái oăm. Phải cầm như vậy thì mới thấy nha các bạn, chứ bình thường cầm như vậy thì không thấy này. Khá là khó nhìn. Nokia rất là dị nha các bạn. Ở bên cạnh bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Đỉnh máy chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3,5mm cũng như là một cái microphone để hỗ trợ đàm thoại bằng loa ngoài chống ồn. Cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có khay SIM, thẻ nhớ cũng như là một gọi nút gọi nhanh là Google Assistant. Đây là một cái nút khá là hay ở trên các cái dòng Nokia nha các bạn, mình rất là thích. Và cạnh dưới chúng ta sẽ có jack cắm cổng sạc loa ngoài cũng như là microphone nha các bạn. Đây, bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem cái setting của cái tựa game Linh của Mobile nha. Mở setting thì FPS mình đang bật cao nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình vào chơi một trận đấu thường thử nha các bạn. Về cơ bản thì đây vẫn là một con máy khá là ổn ở trong tầm giá. Đối với những cái ai đang là fan của Nokia thì thực tế trong khoảng vài năm gần đây thì Nokia đã đánh mất vị thế của mình trên thị trường. Tại vì những cái dòng máy trung cấp hoặc là những cái dòng máy cao cấp của hãng thì gần như là không có sức bán tốt, tức là người tiêu dùng họ không có quan tâm nhiều. Tuy nhiên thì mình đánh giá là Nokia vẫn là một sản phẩm mà khá là đáng tiền để mua. Tại vì dù sao thì nó cũng sẽ có cho các bạn một cái mức giá rẻ, một cái cấu hình nó khá là cơ bản, dễ tiếp cận. Đối với những người nào mà đam mê những cái thương hiệu Nokia, là fan của Nokia thì những cái dòng như G11 nó vẫn sẽ là một cái lựa chọn khá là phù hợp nha các bạn. 1, 2, 3D nha các bạn, đến 3D lại. Và mình sẽ pick dừng. Ok. Do là nó chỉ có màn hình HD thôi nên là mình thấy là nó không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên thì với một cái máy mà có giá nó chỉ khoảng hơn 3 triệu thì mình nghĩ là nó cũng đủ nha, không đến nỗi nào các bạn. Mình sẽ giảm bớt độ sáng màn hình xuống. Nokia thì cũng khá là yêu ái người dùng, tại vì là trong hộp máy thì các bạn cũng sẽ có sẵn rất là nhiều thứ, bao gồm ốp lưng này, mình dán màn hình cũng đã được dán sẵn nha. FPS thì đang ở 50, 8, 61 này. Điều này thì có thể thấy là cái Nokia này thì nó vẫn sẽ trụ rất là tốt ở cái Linh con Mobile mùa mới nhất nha các bạn. Hình như là mình từng có test một con Unisoc, một hoặc hai con Unisoc ở trên cái channel của mình rồi các bạn. Khá là mượt nha. Nói chung nếu mà cân tựa game Linh của Mobile mà tốt như vậy thì mình nghĩ là những cái tựa game như Free Fire thì không thành vấn đề nha. Còn chắc chắn là nó sẽ không kéo được nổi những cái tựa game nặng như kiểu Genshin Impact đâu các bạn. Còn Linh Quân Mobile này, Free Fire hoặc là PUBG thì vẫn có thể chơi được ở mức đồ họa là trung bình nha. Khá là mượt. Mình như là mình cướp bùa các bạn. Ném vào đầu nó. Thì cái này là mình đang test game cho anh em nha, nên là anh em nếu mà cảm thấy nó không có được mình chơi dở, không được hay lắm thì anh em bỏ qua nha nha. Tại vì thực tế là lâu rồi mình cũng không có chơi cái tựa game Linh Quân Mobile nữa rồi.
Giờ này thì mình hay làm mấy cái video short nhiều hơn là những cái video cái dạng kiểu như này nha các bạn. Rồi thời đến rồi. Rồi lên đi các em. Hay quá. Thời đến rồi. Lên đi các em. Game là rất là nhiều HD các bạn. 3D lận. Mình đã tải full các cái hiệu ứng của cái tựa game nha các bạn. Và các bạn thấy là nó cũng rất là mượt nha. Không hề có hiện tượng là bị drop FPS quá là nhiều nha. Mặc dù là một cái dòng máy giá rẻ, nhưng mà nếu bạn nào đang muốn đầu tư một con máy mà có mức giá vừa phải để các bạn có thể chiến game vui vẻ chẳng hạn, thì đây có thể vẫn là một sự lựa chọn khá là hợp lý nha các bạn. Rồi hết mana các bạn ơi. Mình sẽ đi qua quan blue nha. Sau khoảng 3 phút chơi game thì với FPS cao 60 FPS thì mình đã bắt đầu thấy hiện tượng là máy hơi ấm nhẹ lên ở cái phần phía bên trên này nha. Tất nhiên là nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái trải nghiệm người dùng. Không biết là chơi thêm một lúc nữa thì nó sẽ có nóng hơn không. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi combat này các bạn. Đồng đội đang bị dí này. Ném trúng là chết rồi. Đó, ném trúng là chết à. Mặc dù đi rừng nhưng là đang ăn mạng support nha các bạn. Đây rồi. Cuối cùng cũng ăn được mạng đầu tiên nha các bạn. Vanhem đi rừng thì được cái là nó khá là ảo đam nha anh em. Đam rất ảo. Khi mà đủ đồ chỉ cần một dí thôi là banh xác. Ủa như mình đánh cái máy sao các bạn? Sao mà thấy tự nhiên đêm xuống mà các bạn đánh yếu thế nhỉ? Trận này khả năng là kết thúc nhanh nha các bạn. Mình thậm chí là không thèm đi đi ăn rừng này các bạn. Nhưng mà giờ chắc phải đi ăn gần blue mới được. Oh my god. Dính đúng cái đạn của thằng Lavi nha các bạn. Khá là mượt mà các bạn. Khoảng 6 phút rồi. Nó hơi ấm ấm ở phần trên này nha. Tuy nhiên thì mình đánh giá là nó vẫn là một con máy khá là phù hợp để các bạn có thể cân Link Mobile mùa này. Mức giá rất là rẻ nha anh em. Thì các bạn có thể cân nhắc thêm nha. Rồi ok, video của mình xin kết thúc nhanh tại đây. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về Nokia G11 thì cứ để lại comment ở phía dưới nha. Về mức giá bán cũng như là về các cái khuyến mại đi kèm, rồi bla bla cấu hình của máy thì mình sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả cho anh em tiện theo dõi nha.
Ok, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Nóng TV.